có cái ông chủ thình ở tại Gò Vấp. Ông này cũng một đời không biết Phật pháp gì cả. Ông bỏ mối rau cải củ quả, bỏ mối đồ rẫy cho các chợ lớn, chợ câu, chợ ông Lãnh nè, chợ Cầu Muối nè. Những cái chợ lớn là ông bỏ đồ rẫy ở nơi các chợ đó. Và ông được người ta gọi ông là ông chủ thình. Vào khoảng năm 1927 thì ông phát tâm niệm Phật ăn chay. Từ khi phát tâm niệm Phật ăn chay, ông tạo rất nhiều công đức phước lành. Ông bỏ mối đồ rẫy đó, ông bỏ rẻ hơn cho người ta bán có lời. Rồi ông còn gửi cúng dường đồ rẫy cho các chùa. Đến năm 1930, có 3 năm phát tâm ăn chay niệm Phật làm phước, thì ông chủ thình này, ông mới sai người làm của ông ra rẫy của ông đào cái hố để cái lu xuống. Ông mua cái mộ bia về ông dựng. Ông dựng cái mộ bia lên, cái mộ bia đó ông để tên họ của ông, bao nhiêu tuổi, vãng sanh ngày rằm tháng 2 năm 1930 lúc 7 giờ sáng. Ông để lên trên cái mộ bia như vậy đó. Ai cũng ngạc nhiên, sao mà ông làm, ông mạnh khỏe vậy mà ông làm cái chuyện kỳ vậy? Tại sao đào huyệt rồi để lưu trong đó, rồi lại dựng mộ bia tên họ của mình nữa, và để ngày giờ giáng sanh người ta coi thử coi. Thì đúng ngày rằm tháng 2 năm 1930, sáng 5 giờ ông thức dậy. Ông còn chuẩn bị đồ bỏ mối cho người ta xong rồi, ông mới mặc áo tràng lên niệm Phật. Niệm Phật cái gần 7 giờ kém 15 cái ông đi ra ngoài ngày rẫy, ngay cái chỗ mà cái hố ông để cái lu ở trong đó đó. Ông mới chui vào trong cái lu, ông ngồi, ông chắp tay mặc áo tràng niệm Phật đàng hoàng, Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Và đúng 7 giờ ông ngồi trong lu giảng sanh, quý vị. Đó là câu chuyện của ông chủ thình. Tu có 3 năm thôi mà thành thật phát tâm cần cầu sự giải thoát, cần cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, tính nguyện hạnh đầy đủ tâm tương lương. Cho nên ông biết trước ngày giờ, viết vào trong mộ bia đúng ngày đúng giờ vãng sanh của mình. Quý Phật tử có muốn vậy không? Có muốn ngày cuối cùng của cuộc đời mình nhẹ nhàng tự tại, không bị bệnh tật bức bách hoành hành, đầy đủ tâm tư lương, đầy đủ điều kiện để dự vào chính phẩm sen vàng ở trời Tây Cực Lạc, và còn tự tri thời chí, tức là tự biết rõ thời đã đến, thời gian nào đến, ngày giờ ra đi. Phật Na.
Đa Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.